Đó. Thì cái vườn này của ông anh mình ha, ở Vũng Tàu. Nó thì cái giai đoạn này là chúng ta sẽ chăm bón, nhất là về phân bón, thứ hai nữa là chúng ta sẽ quản lý về cái sâu bệnh hại. Thứ nhất là cái vấn đề sâu đen. Đó thì cái vùng Vũng Tàu đấy bà con, hầu như là gì so với cái miền Tây mình dưới á, hầu như là cái đó. Thì ngày hôm nay thì kia đi Vũng Tàu hay bà con ha, đi ra cái vườn của ông anh mình đó, thì sau quá trình làm bông làm trái đó thì hơn một tháng rồi bà con, gần 2 tháng rồi ha, bắt đầu trái nó xuống nè bà con. Đó thì cái vườn này của ông anh mình ha, Vũng Tàu. Nó thì cái giai đoạn này là chúng ta sẽ chăm bón, nhất là về phân bón, thứ hai nữa là chúng ta sẽ quản lý về cái sâu bệnh hại. Thứ nhất là cái vấn đề sâu đen. Đó thì cái vùng Vũng Tàu đấy bà con, hầu như là gì so với cái miền Tây mình dưới á, hầu như là cái thời tiết mưa nó nhiều, cho nên là quý bà con lưu ý cho kia ha, là về cái vấn đề sâu đen. Đó thì cái giai đoạn này nè, cái giai đoạn mà nó đang bung trà, nó sổ nhị như này nè, là cái giai đoạn mà sâu đen cực kỳ là gì, nó rất là mẫn cảm. Đó thì cho nên bà con lưu ý cho kia. Đó thì ở đây thì kia trong anh mình phun, thứ nhất là về cái nấm phẩn cộng với cái nghiệp sáp hay bà con nha. Đó thì cho nên là bà con thấy những cái bông nó ra cái tú phấn ha, nó rất là mạnh, cái bông nó rất là sáng. Đó thì tới đây thì kia sẽ cho đưa những cái dinh dưỡng vô, chúng ta kéo cuốn để cho cái cuốn cho nó dài ra. Thực tế ra cái cuốn này thì nó cũng đảm bảo rồi bà con ha, nhưng mà kéo ra cho nó dài thêm tí nữa nó mới ok. Đó hay bà con. Đó thì kia mời tất cả quý bà con cùng kia đi tiếp tục đi thăm vườn. Đây những cái trái này nè. Đó. Trái này nó hơi cồng cồng nữa, mình bỏ trái này, mình lấy cái trái ngoài. Đó. Thì bông bữa nay thì nó ra tương đối là ổn. Đó. Cây này thì rất là lực luôn rồi. Rất là lực. Đó, cho nên là quý bà con thấy bông trái nó ra cây cũng nằm 4-5 bông, 5-6 bông, có cây nhiều hơn nữa ha bà con nha. Đó, thì về cái khả năng, về cái tỷ lệ trái như này thì cây nảy nuôi khá là ổn rồi. Đó. Cây này thì đâu 2 năm gì mình mới xử lý làm bông làm trái, thì giờ mình thử ra bà con thấy cái cây nó rất là to luôn, rất là bự luôn. Đó. Nó ra rất là đồng loạt luôn, giai đoạn là nó đang sổ nhị nè. Đó là con thấy cái tú phấn nó rất là mạnh luôn. Cái tú phấn nó không có bị dị dạng. Tú phấn nó không có bị dị dạng hay bà con nha. Thì nếu mà trường hợp mà là cái quá trình mà thụ phấn không được thì sau này những cái trái mình nó hình thành được cái trái thành thục rồi đó, thì bà con thấy nó hầu như là nó thường bị méo rất là nhiều. Đó thì do quá trình mà bị lép muối, thụ phấn không được là bị lép muối, mà lép muối thì cái phẩm chất trái của mình nó không đạt yêu cầu. Đó, thì cho nên quý bà con lưu ý chúng ta phun dưỡng thường xuyên cho kia nha. Đây đó, tú phấn nè. Tú phấn nó rất là mạnh luôn nè, bung nó bung trà nó sổ nhị rất là sáng luôn nè. Đó, nó ra bông nhóc luôn nè. Đó, mít ruột đỏ thì tương đối là gì, tương đối là cũng ta giờ cũng rất là dễ xử lý làm bông làm trái, nếu mà bà con áp dụng đúng theo cái quy trình đó thì nó rất là đơn giản. Còn nếu mà không theo áp dụng theo cái quy trình mà để tạo mầm hoa là hầu như là gì nó đi phướng rất là nhiều đó, cho nên là bà con lưu ý ha. Dùng miền Tây mình thì cũng có rất là nhiều quý bà con ta xử lý nhưng mà nó đi tược phướng rất là nhiều đó, thì bà con chưa áp dụng đúng quy trình thôi đó. Thôi con thấy hai bên nè, bà con thấy đó, cây nó rất là to, trái nó ra rất là đảm bảo. Như cây này gốc to 2 năm như này, chúng ta để 5-6 trái ha, là cây nó thừa sức mà để nuôi trái đó. Ra trái nhiều như thế vậy bà con, chúng ta chọn những cái trái mà ưu tú nhất ha, đẹp nhất chúng ta chừa lại sau này chúng ta đưa dinh dưỡng vào đó, để cho cái trái cho nó được đồng đều hơn đó, nó ít bị mà méo trái lớn rất là nhanh đó. Cây này nó làm bà con thấy nó ra nhiều như đối với cây này thì kia để khoảng tầm 4 trái thôi đó. Mít ruột đỏ khác hơn với mít thái bà con ha, mít thái cây lớn không dám để 4 trái đâu, để khoảng 2 trái thôi đó, còn mít ruột đỏ thì vô tư đó.
Hôm nay nó nhú nhiều rồi. Đó. Thì còn một cái nữa ha, một cái nữa để cho nó an toàn nữa, thì những cái cơi đọt cơi lá như này nè, nó đang đi như này nè, thì có quá trình mà nó bung trà nó sổ nhĩ ha, thì bà con lưu ý cho kia phun ém đọt lại đó, ém đọt lại. Thì đối với cái vùng trên này thì kia cho phun cái 630/30 và cái ra hoa đồng loạt đó, và cái chai chặn đọt nó, thì bà con lưu ý cho kia bộ ba ha, cái bộ ba này bà con pha cho kia khoảng 300 lít nước thôi đó, phun ướt phủ ngoài tán lá ha bà con nha. À, để cho nó khưng đọt lại, à, để giúp cho vô quá trình mà nó thụ phấn được tốt hơn. Đó. Đây, trái nó kìa, quá đẹp luôn. Cái cuốn này thì nó ok rồi, cũng ok rồi bà con. Đây, những cái cuốn này nó xuống đây tầm khoảng cỡ tấc rồi, đó, thì cũng khá là ok. Đó, nhưng mà khi ai đưa những cái thành phần dinh dưỡng vô để kéo cuốn thêm nữa, à, để cho nó nhìn cho nó đẹp tí nữa. Đó. Ừ. Hôm nay nó ra quá trời dữ rồi. Đó. Ngoài đây thì nói chung thì cũng sâu rất là nhiều. Đó. Sâu rất là nhiều, những trái này sâu nè. Này kia cũng muốn dặn dò cái anh chủ vườn. Đó. Anh cũng phun thuốc thường xuyên. Đó. Nhưng mà cũng còn bị ha. Đó. Nhưng mà về cái vùng này thì sâu thì không tránh khỏi rồi. Đó. Thì chúng ta xuyên phun thuốc theo định kỳ thôi. Thì nó sẽ an toàn thôi nha bà con nha. Đó. Ồ, cái bông này. Bông này đưa cái dinh dưỡng kéo cuốn vô cái nữa thì cái cuốn này nó dài ra, cái bông này nó mập, bông này là ok nè. Nhưng mà nó tiếp tục nó ra nữa bà con nha, chứ không phải là ra nhiều loại nghỉ. Đó. À, mít ruột đỏ người ta có thể ăn chiền, đó cái cây 2 năm, cây cổ thụ luôn. Đó, cây khá là dữ. Ủa cây này gãy đọt rồi nè anh. À, ngay luôn gãy đọt. Đó. Ủa cây này. Cây này chắc để có 1 chục trái luôn. Cây quá trời dữ luôn. Đó, bà con thấy. À, cây so với miền Tây mình bà con. Cái gốc bề lớn là tầm khoảng 3 năm mà nè, nhưng mà ở trên Vũng Tàu thì cây này mới có 2 năm thôi, nhưng mà lớn rất là dữ. Vùng đất này là dùng vùng đất đỏ Ba Giang cho nên là cái cây nó sinh trưởng phát triển khá là tốt luôn. Đó, so với đất thịt ở đồng bằng sông Cửu Long. Đó bà con nha. Đó, cho nên là cây nó phát rất là dữ. Mà nó xuống trái rồi đất nó khá là tốt đó, trái nó màu lớn lắm bà con ơi. Vùng đất này là đất đỏ Ba Giang thì vùng đất nó rất là giàu dinh dưỡng chứ không giống như cái đất sét đất phù sa với vùng miền Tây mình đó. Thì anh camera quay vô đó dùm em ơi. Đó, trái nhóc luôn đó bà con ha. Đó thì kia cũng dự kiến đối với những cây bự như này ha, nếu mà đủ điều kiện đủ số lượng trái á thì kia có thể để từ 6 tới 8 trái bà con. Đó, hoặc là đủ số lượng 9-10 trái thì ra có thể để luôn. Giả sử như cây này nè, bà con thấy nè. Đó, như cây này nó chia ra nè, những cái trái mà nó chia ra theo những cái vị trí mà mình mong muốn luôn nè. Đó. Nhưng cái nhánh này nó một dọc luôn, nó 3 cổ trái. Đó, thì mình tuyển những cái cổ trái nào đẹp nhất, nếu mà trường hợp nó gần được nữa thì mình để ha, mà để luôn. Đó, còn bên kia cái nhánh cũng khá là to. À, còn nhánh này cũng khá là to, nó đúng theo cái mong muốn mình nè. Đây nó xuống đằng trái, này xuống đằng trái cũng khá là ok. Đó. Đủ trái thì cây này tầm khoảng 9 trái, 9-10 trái là phải luôn. Ở miền Tây thì để có hơn, có khi là 11-12 trái luôn. Đó, cũng là vô tư. Chủ yếu là gì? Chủ yếu là mình cung cấp dinh dưỡng đúng định kỳ. À, cái thứ hai nữa. Đó, là cái phun lớn trái theo cái sự lớn trái của từng thời gian của trái thôi, thì nó đảm bảo cái yêu cầu thôi bà con. Đây, trái tốt trên đọt luôn, nhóc quá trời. Đó là khá là đạt yêu cầu bà con ơi. Đó. Này. Ồ, nhìn cái túi phấn nè, rất là sáng luôn, sáng bóng luôn. Những mấy cái trái nè, nhiều bà con hỏi trong cái khoảng thời gian qua những cái cuốn mà trái đầu nó hơi bị gì, nó hơi bị thẹo như này nè, là chuyện bình thường. Những trái đầu tiên đó, là nó bị gì, còn trái thứ hai là hầu như nó không có bà con ha. Bà con lưu ý cũng như là đừng có mà băn khoăn quá đó. Kia cũng đã có hướng xử lý hết cho bà con rồi đó. Ủa, cái đọt này thì quá dữ. Ủa cái lô này mình phun được mấy ngày anh? Ba ở 6/30 á, 2 ngày chưa? 2 ngày ha, phun là ướt đẫm luôn hả gì? À, đó thì ra mới cho phun chặn đọt các bà con.
đây, chung là ra ok. Như cây, như cây này để 5 trái là phải gu luôn nè. À, miền Tây mà cái gốc quá lớn là khi mà bà con mình mà muốn giữ hơn nữa để 6-7 trái luôn. Nói chung là miền Tây thì có nhiều bà con là để bất chấp luôn á. Đó. Nhưng mà cái trái nó phải đẹp. Phải đẹp mình mới để ngăn. Chứ còn mà nó hơi xấu xấu ha thì mình cứ loại bỏ cho kia. Đó. Mình nuôi nó tốn phân tốn tiền thôi nhưng mà nó không đạt cái hiệu quả. Đó thì trên màn hình kia cũng để lại hai số điện thoại đó bà con. Quan tâm thì bà con hay gọi điện thoại trực tiếp cho kia nha bà con nha. Đó thì kia cũng tư vấn chia sẻ cho bà con về cái kỹ thuật cũng như là cái khoa học mới nhất, tiên tiến nhất để hỗ trợ cùng bà con ta chăm sóc vườn cây ăn trái trong cái khoảng thời gian sắp tới nha bà con nha. Đó thì một lần nữa thì kia cảm ơn tất cả quý bà con theo dõi video của kia. Thì bà con thấy video hay thì bà con nhớ đăng ký kênh, like, subscribe cũng như là ủng hộ cho kia có một cái động lực ha, tiếp tục sản xuất ra nhiều video hay hơn nữa và hữu ích hơn nữa để phục vụ cho tất cả quý bà con trong khoảng thời gian sắp tới. Đó thì kia xin tạm thúc video đây và hẹn quý con lại một video tiếp theo vào 18 giờ 3 phút hàng ngày quý con nha.